chào bà con nông dân cả nước nha. Ngày Nam Cơ tính lên con máy cắt cỏ Georit RME2300B nha mọi người, có trợ lực ha, 2 tầng đó. Tình trạng máy là nguyên riêng nguyên bản nha mọi người, rất là đẹp luôn. Quay sơ vòng cho mọi người ha, cắt cỏ riêng nè, bò chén bát chén ngược là đầy đủ nha mọi người, căng êm ha. Con này nè trên 95% nha mọi người đó, không bể vỡ gì chân nha, cứ có liền luôn ha. Chạy máy ha mọi người thấy ha, gieo nè còn mới y nguyên luôn, chỉ kêu rít luôn nè, gieo nè. Vô bọng rồi nha mọi người, máy này cực kỳ ngon ha, giá máy trong phòng mô tả và chi tiết liên hệ luôn nha mọi người đó. Chưa chạy luôn nè, này nó chỉ cấn sơ chạy này thường nha đó, còn trên đây là chưa bị gì luôn nha mọi người, bóng lưỡng luôn ha đó. Màu nhựa bóng vậy nha mọi người, chế quanh rồ ha, chế quanh rồ hai kim nha, tình trạng lớn trắng nè, tâm là còn trắng tươi nè mọi người đó. Này đó, mình để tay nè mọi người, để tay nè êm ha đó, để tay là mình lái nè, rất đỡ luôn, lên ga xuống ga nè ha, người ta lái nè đó. RB2300 ha, phần riêng nó nói luôn nha mọi người, không móp không bể không vỡ gì ha, rất đẹp luôn nha đó. Có chạy lực nè ha, mọi người kéo nhẹ ra chạy nha mọi người, nồng nhiếc rồi nè, cái tông thì em khỏi nói nha mọi người, nó trắng tươi nha mọi người đó. Bình xăng là còn green ha đó. Rất đẹp luôn, em câu xăng ngoài cho nó tiện ha, khỏi đổ xăng ra nha mọi người, về mọi người chăm xăng là chạy thôi. Chế nè, chế hai kim nè ha, máy là mã 2003 là 23cc, nồng 33 ly nha mọi người, nó có hai kim chỉnh nè ha, rất là mới luôn, buggy login luôn nha mọi người đó, cửa rin buggy rin hết ha. Máy này như chưa xài nha mọi người, về nó đổ một bình xăng xong cái hết cái nó bán gì đó đó, rất đẹp luôn, đốc nè rất xu rồi còn hết ha. Rồi em mua máy em thì giá máy trong phần mô tả ha và chi tiết liên hệ đó, sẽ được miễn phí ship toàn quốc nè, tặng phụ kiện cái mở lục giác nè đó, giác không cũng mở gì mở ha, rồi bắt cước gai, về cước gai nha, cước cải tiến chống đứt cước nha mọi người đó, này loại cước xịn tặng cho mọi người luôn nha, cũng sẵn cho mọi người sẵn nha. Rồi một cái bugi ha, một dao cắt Thái Lan về 2 chấm luôn nha mọi người, thường ta xài có 1.5 mà em tặng mọi người về 2 chấm cho an toàn ha. Đó. Ngang 80 dài 30 nha mọi người, dài 3 tấc. Và một cái tiếp mở bugi đầu dao nha. Về cứng cáp nha mọi người. Đó. Rồi, tới nơi kiểm tra máy ok, thanh toán tiền shipper ha. Hai lần tôi mua máy em thì cọc cho em trước 100.000. Còn khách quen thì khỏi cọc nha mọi người. Giá máy thì trong phòng mô tả ha, mọi người nhắn trong phòng mô tả thì có thấy ha, giá máy mà chi tiết liên hệ ha, kết bạn Zalo với em ha. Đó. Rồi em thử nha, hơi nè đó, hơi ghê không đó,
Đó. Này có trợ lực nên em giật chạy nhẹ ha, không mà giật chạy luôn mọi người. Đó. Hơi cực căng luôn. Đó. Đó. Tắt nè. Giật nè. Mọi người đeo vào lưng cái mọi người cầm nè. Đó. Rồi nhớ bật e xuống nha mọi người. Nãy đóng e nên không có chạy được ha. Đó. Bật e xuống nè. Giật nè. Đó, thấy không? Rất là tự tốn luôn. Anh đi được cực hiểm nha mọi người. Rất êm ái ha. Em cũng vô mỏ bò tâm với dây cáp rồi chứ cà bò dưới rồi cũng vô mỏ bò cho mọi người hết rồi ha. Mọi người yên tâm sử dụng ha. 5 năm chưa biết chưa chữa gì ha. Yên tâm rồi 5 năm ha. Đó. Dao phát cước rồi rất là mạnh mẽ, ok luôn. Nhẹ gọn nha mọi người. Phát dây cước cũng không có cần máy bự gì đâu. Mình đẩy mình kéo hết ra cái mình phát dây thôi. Nhẹ ha, nguyên ngày không sợ mệt nha mọi người ha. Đó. Rồi, em dịch nổ ha. Đây. Cái dây lên nè. Đó. Đó. Em chắc em khoái em dịch nó cả ngày luôn. Đây. Này trợ lực 2 tầng nha mọi người. Đây. Ra lên nè, mình ra nè. Đâu rồi? Đây. Quá êm luôn. Tắt hả mọi người. Bật lên nè. Bật lên on ha. Lên gà xuống gà ha. Đó. Cái máy điên ra băng nha mọi người. Máy bãi ha. Suzuki nè mọi người. Cái em thấy còn hết nè. Đốc rồi luôn nè. Chú xăng nguyên nó còn ha mọi người ha. Rồi. Giá máy còn mô tả mà chỉ cứ liên hệ ha. Ai chưa chọn được con máy anh ý nhớ đăng ký kênh theo dõi để em ra những con máy mọi người ok ủng hộ em nha.